Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Chi Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 18: Thất Tinh Đinh Hồn Trận. Được, ta đi trước. Ngươi đợi một đoạn thời gian mới đi ra, bây giờ lại chết một người, động tĩnh chắc chắn không nhỏ. Hàn đầu sư cười một tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đợi sau khi Hàn đầu sư hoàn toàn đi khỏi, thanh âm cô gái kia lại vang lên. Ta rốt cuộc có thể đi ra. Tất cả các người đều sẽ phải trả giá thật lớn. Các người sẽ phải trả giá thật lớn. Cái thanh âm này thê lương mà điên cuồng. Sau khi nói xong, âm phong nơi đây nổi lên. Một cô gái mặc quần áo vải thô, tóc tai bù xù xuất hiện ở nơi này. Nàng tựa hồ còn chưa thích ứng với việc mình đã được tự do, hơi chút ngơ ngẩn trong chốc lát. Dáng vẻ nàng ôn hòa mỹ lệ, nhìn cùng người bình thường không có chút khác biệt nào. Nàng cười vui vẻ, tầm mắt chuyển về phía trước. Cùng lúc đó, ở phía trước của nàng có một cái lỗ nhỏ trên đất. Đột nhiên toát ra một món đồ. Vật này xem ra giống như là xương đầu cá, rất nhỏ, người bình thường sẽ không phát giác ra cái gì. Bất quá nàng nhìn chằm chằm vào xương đầu cá kia, mặt đầy hận ý. Nàng bị vây ở nơi đây nhiều năm như vậy, mỗi ngày trải qua sống không bằng chết, đều là những thứ này làm hại. Các người cứ chờ đi. Cái thanh âm này rất mờ ảo, kéo dài răng rặc, ở chỗ này vang trở lại. Mà nàng cũng chẳng biết đã rời khỏi nơi đây từ lúc nào. Bên kia, Tham Thủy đang nằm trong bệnh viện. Đây là lần thứ hai hắn nhập viện. Bất quá tình huống so với lần trước mà nói tốt hơn rất nhiều. Chỉ phải chú ý nghỉ ngơi, rất nhanh có thể khôi phục. Lâm Tuyết Nhu đang ở đây bóc trái cây cho Tham Thủy ăn. Ngày đó ở núi Đầu Sói, thấy bộ dạng của Tham Thủy làm cho nàng sợ hãi không nhẹ. Tham Thủy, ngươi thật không sao chứ? Lâm Tuyết Nhu đem trái táo đưa cho Tam Thủy, quan tâm hỏi một câu. Không sao, chẳng qua chỉ là tiêu hao hơi lớn mà thôi, đã hoàn toàn khôi phục rồi, chúng ta xuất viện đi. Hàng đầu sư đó còn chưa giải quyết, ta luôn cảm giác sẽ còn có đại sự phát sinh. Tam Thủy nhận lấy trái táo, cắn một miếng, cau mày nói. Vậy cũng tốt, chúng ta ngày mai xuất viện. Lâm Tuyết Nhu thấy Tam Thủy nói như vậy cũng không tiện nói gì. Mà sự tình hành thì gấp bóc, cũng có một tình huống bất đắc dĩ. Ngày đó bọn họ sau khi đến núi Đầu Sói, thấy được thi thể chất đầy đất, đầu đều bị nổ tung. Nàng còn khá một chút, những nhân viên cảnh sát còn lại không nghĩ như vậy. Thấy Tam Thủy một người nằm đó, liền cho rằng do Tam Thủy làm, có người còn muốn đi lên bắt hắn. Cũng may có nàng cùng với Đỗ cục trưởng làm chứng. Hơn nữa trải qua so sánh, người trong video ghi hình chính là một trong những thi thể này. Bọn họ đều là người trong ngục giam, đã sớm chết rồi. Chuyện quỷ dị này cũng không thể tiết lộ. Bất quá Đỗ cục trưởng biết thân phận của Tam Thủy, đó là người của cục dị sĩ dân gian, cho nên sau khi xin chỉ thị thượng cấp lại triệu khai một buổi họp báo, tìm một lý do tương đối thích hợp đem chuyện này phần nào dịu xuống một chút. 5 ngày trôi qua lại cũng không có xảy ra chuyện như vậy, cuộc phong ba này mới dần dần chìm xuống. Đang lúc này, điện thoại di động trong túi của Lâm Tuyết Nhu đột nhiên đổ chuông. Nàng cầm lên xem, lại là Đỗ cục trưởng gọi tới. Trong lòng liền có dự cảm xấu. Sau khi bấm nghe, bên kia mới vừa nói một câu, thần sắc của Lâm Tuyết Nhu trở nên ngưng trọng, cũng không nói gì, chẳng qua là gật đầu đáp lời. Bất quá sắc mặt của nàng rất khó nhìn. Tuyết Nhu, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tam Thủy nhìn thấu sắc mặt của Lâm Tuyết Nhu, sau khi thấy nàng cúp điện thoại, vội vàng hỏi một câu. Lâm Tuyết Nhu nghĩ một hồi, mở miệng nói.
Tam Thủy, sự tình ở thư viện của trường đại học Hỗ Hải ngươi còn nhớ không? Tối hôm qua lại chết một người, đây đã là người thứ bảy. Hiện tại học sinh trong trường cũng không dám đi học, bởi vì người thứ bảy kia cũng là một học sinh trong trường. Lời này vừa nói ra, biểu tình của Lâm Thiết Nhu rất phức tạp. Một cái đại phiền toái trước mắt vừa mới được giải quyết, bây giờ lại tới một cái, đơn giản là không kết thúc. Hơn nữa cũng là một sự kiện quỷ dị như vậy, bọn họ lại không tìm được bất kỳ đầu mối gì. Lại chết một người, người thứ bảy rồi, người thứ bảy. Trong miệng Tam Thủy lẩm bẩm nói, đây là người thứ bảy chết như vậy. Người thứ bảy? Tam Thủy thật giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngây ngẩn. Đi, Tiết Nhu, chúng ta nhanh chóng đi tới đó nhìn một chút. Sau khi sửng sốt khoảng 1-2 phút, Tam Thủy chợt từ trên giường bò dậy, sắc mặt khẩn trương thúc giục. Thấy dáng vẻ vội vàng của Tam Thủy, Lâm Tiết Nhu trong lòng cũng vô hình khẩn trương theo, vội vàng hỏi. Thế nào? Trước đường hỏi, nhanh lên đi, hy vọng sẽ không giống như ta suy đoán, nếu không sẽ lại gặp đại phiền toái rồi. Không chỉ có thế, sẽ còn rất nhiều người gặp nạn. Tam Thủy nói xong cũng là vừa lúc thay xong y phục của mình, đeo theo túi vải sau lưng, kéo Lâm Tiết Nhu đi ra ngoài. Đáng chết, ta nên nghĩ sớm tới mới phải, hy vọng ta nghĩ sai. Sau khi bọn họ chạy tới đại học Hỗ Hải, thư viện nơi đó đã bị che lại, rất nhiều cảnh sát đang ở bốn phía tìm kiếm chứng cứ. Đỗ cục trưởng cũng ở nơi đây, miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn không nghĩ ra tại sao những vụ án giết người kiểu này đều bị hắn đụng phải. Nếu như chuyện này không xử lý xong, cái chỗ ngồi này của hắn cũng khó mà giữ được. Tuyết Nhu, Lưu đại sư, các người đã tới. Thấy hai người vội vã chạy tới, hắn vội vàng nghênh đón. Đỗ cục trưởng, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước không phải đều rất tốt sao? Lâm Thiết Nhu lo lắng hỏi. Ây, ta làm sao biết, lại là một người treo cổ chết. Cô nói xem, đây là chuyện gì? Hắn mang theo bộ mặt đầy đau khổ nói. Tam Thủy không để ý đến bọn họ, hắn hình như có mục đích, ở bốn phía tìm kiếm. Lâm đội trưởng, Lưu đại sư đang tìm cái gì vậy? Đỗ cục trưởng nhìn đến Tam Thủy, tò mò hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta cùng đi xem. Nói xong, hai người đi theo Tam Thủy. Tam Thủy tổng cộng đi tới 7 vị trí. Mỗi một chỗ đi qua, sắc mặt của hắn liền ngưng trọng một phần. Chờ sau khi hắn đi qua toàn bộ 7 vị trí kia, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Cho tới bây giờ, Lâm Tuyết Nhu đều chưa từng thấy qua loại thần thái này của Tam Thủy. Dù là lần trước lúc cứu Tiểu Hồ, gặp phải bách quỷ, cũng không thấy sắc mặt của Tam Thủy ngưng trọng như vậy. Thật ra dùng từ ngưng trọng để hình dung sắc mặt của Tam Thủy có lẽ không thích hợp. Thật sự mà nói, phải dùng một từ tuyệt vọng. Đỗ cục trưởng, ông xem đây là cái xương gì? Lúc này có một viên cảnh sát nắm được một đoạn xương nhỏ đi tới hỏi. Xương? Đỗ cục trưởng cùng với Lâm Tuyết Nhu cũng tò mò nhìn sang, nhưng chỉ là một đoạn xương nhỏ, bọn họ không phát hiện được bất kỳ đầu mối gì. Là gân gà cốt. Tam Thủy không có nhìn xương, bất quá lại nói một câu. Sao lại là gân gà cốt? Tam Thủy, người có phát hiện ra cái gì hay không? Lâm Tuyết Nhu hỏi. Ây da, ý trời, ý trời rồi. Tam Thủy lắc đầu nói. Tam Thủy, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi đừng làm ta sợ, rốt cuộc thế nào? Lâm Tuyết Nhu thấy bộ dáng của Tam Thủy, không nhịn được nói. Tuyết Nhu, những thứ đó là cọc định hồn, dùng để bố trí thất tinh đinh hồn trận. Ta nên sớm nghĩ tới, bây giờ nhìn dáng dấp, nó phỏng chừng đã xảy ra rồi. Thất tinh đinh hồn trận? Lâm Tuyết Nhu tò mò. Người bình thường có lẽ sẽ không biết Tam Thủy đang nói cái gì, bất quá nếu là người học tập đạo pháp, nhất định biết Tam Thủy nói cái gì. Bên trong thuật Mao Sơn, đối với trận pháp này có giải thích cặn kẽ. Thất tinh đinh hồn trận là một loại trận pháp cực kỳ hung tàn, người sử dụng nhất định sẽ phải hao tổn tuổi thọ. Trận pháp này có tác dụng đối phó quỷ hồn, nếu như không có thâm cừu đại hận gì, không người nào nguyện ý dùng trận pháp này. Ở xung quanh nơi mai táng thi thể sẽ tìm ra 7 vị trí cửa quan, rồi sau đó dùng gân gà cốt đóng chặt. Sau khi đóng chặt, cỗ âm khí lưu động xung quanh sẽ hoàn toàn biến mất,
Như vậy, đối với du hồn kia mà nói, tuyệt đối là thống khổ lớn nhất. Bởi vì âm khí hoàn toàn ngừng lưu động, du hồn sẽ không tìm được túc thể của nó. Hơn nữa, cộng định hồn kia không rút ra, nó vĩnh viễn không thể ra ngoài. Ngoài ra, nếu như người làm phép dùng thêm một chút thủ đoạn, sẽ khiến cho du hồn chịu đủ loại cực hình. Loại cực hình này vô cùng vô tận, không cách nào đầu thai, không cách nào chuyển thế. Trận pháp không phá vỡ là vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Cứ như vậy, du hồn đó nhất định sẽ sinh ra oán khí to lớn, khó có thể tưởng tượng được. Cỗ oán khí này sẽ để cho nó biến thành ác quỷ. Không chỉ có như thế, bởi vì lâu dài không thể đi ra, cho nên nội tâm của nó hết sức phẫn hận. Nếu như một ngày kia có thể đi ra ngoài, sợ rằng sẽ tạo thành tai họa hết sức to lớn. Nó sẽ đem các loại oán khí toàn bộ phát tiết đến bên trên những người vô tội. Bởi vì ở trong mắt của nó, những người này đều là kẻ cầm đầu hại nó. Nếu như Tam Thủy đoán không sai, phía dưới này nhất định có thi thể. Trung quanh đây, cọc định hồn vốn là chôn xong, phía trên có thư viện đè lên. Nếu như không có bất ngờ xảy ra, nó hẳn vĩnh viễn không thể ra được. Nhưng là trường học lại xây dựng thư viện, hẳn là lúc đào móng đã phá hỏng một cọc định hồn, rồi sau đó khiến cho nó có một tia cơ hội, một hơi thở để cho ba công nhân bị chết. Nếu như vậy, nó có thể có được âm khí, nhờ vào đó nhổ ra cọc định hồn. Lúc làm chết đến người thứ bảy, cọc định hồn sẽ hoàn toàn bị rút ra. Đến lúc đó, nó liền có thể thoát khốn mà ra ngoài. Cái thư viện này đã có hơn 100 năm lịch sử, nếu không cũng sẽ không xuống cấp đến mức phải xây dựng lại. Nếu như thế, du hồn này ít nhất cũng phải có 100 năm đạo hạnh. So với Lý Ngọc Linh mà nói, chỉ có hơn không có kém. Theo lý mà nói, rất có thể là chân thân cảnh. Chân thân cảnh chính là quỷ hồn tu luyện tới cảnh giới thứ hai, tựa như Tam Thủy tu luyện đến cảnh giới nội mao, chỉ có điều bản chất khác nhau, cho nên Tam Thủy mới lộ ra chút thần sắc tuyệt vọng như vậy. Tam Thủy, vậy có biện pháp gì không? Lâm Tuyết Nhu thấy Tam Thủy không nói một lời, biểu tình trên mặt không ngừng biến đổi, nhỏ giọng hỏi. Tuyết Nhu, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức. Bất kể như thế nào, ta nhất định không thể buông tha. Tam Thủy ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Được, ta tin người, người nhất định có thể giải quyết. Thấy Tam Thủy lần nữa có lòng tin, Lâm Tuyết Nhu gật đầu một cái. Trong lòng nàng, Tam Thủy không gì không thể làm được. Nếu Tam Thủy nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Không nói cái này, nàng cho người đào phía dưới ra, phía dưới nhất định có thi thể. Tam Thủy nói. Thi thể? Lâm Tích Nhu kinh hồ. Bất quá nàng sẽ không hoài nghi Tam Thủy, lập tức đem chuyện này nói cho Đỗ Cục Trưởng. Lập tức đem chuyện này nói cho Đỗ Cục Trưởng. Đỗ Cục Trưởng cũng không nói hai lời. Đỗ Cục Trưởng cũng không nói hai lời, lập tức để cho người dựa theo vị trí Tam Thủy nói tiến hành đào bới. Cục trưởng, đây thật là có quan tài. Chỉ sau chốc lát, có một người đang đào bỗng nhiên kêu lên. Thời điểm ngay từ đầu Đỗ Cục Trưởng gọi bọn hắn đi đào, trong lòng từng người đều không muốn. Bất quá Đỗ Cục Trưởng là cấp trên của bọn hắn, cũng chỉ đành thực hiện theo. Nhưng bọn họ không nghĩ tới phía dưới này lại thật sự có quan tài. Có quan tài, vậy thì sẽ có thi thể. Lưu đại sư. Đỗ Cục Trưởng lau mồ hôi trên trán, nhìn đến Tam Thủy lắp bắp nói. Tam Thủy không có trả lời, hắn đi tới lặng lặng nhìn quan tài này. Người khác có lẽ không thấy được, nhưng hắn có thể thấy nằm trong quan tài này là một người đàn bà. Người đàn bà này cùng với người bình thường xem ra không có chút nào khác biệt. Tuy nhiên nhìn bộ dáng vặn vẹo của nàng, thật giống như đã phải chịu thống khổ cực lớn. Đỗ Cục Trưởng, đưa nó đốt đi. Tam Thủy không để cho người mở ra, bởi vì một khi mở ra nhất định sẽ có dị biến. Nơi này đều là những người bình thường, nếu như đến lúc đó xảy ra chuyện gì mà nói, sợ rằng lại hết sức phiền toái. Lưu đại sư, làm như vậy có được không? Nếu như ông muốn cho nó sống lại, vậy thì không cần đốt. Tam Thủy bỏ lại một câu nói như vậy, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn không có thời gian ở nơi này cùng Đỗ Cục Trưởng kia khua môi múa mép. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt là cần phải biết được thân phận cô gái trong quan tài này. Chỉ có như vậy, Tam Thủy mới có thể biết nàng rốt cuộc vì sao lại bị người ta dùng thất tình đinh hồn trận đóng vào nơi này,
như vậy mới có thể biết được nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Đấu cục trưởng nghe được Tam Thủy nói, trước tiên là sửng sốt một chút, sau đó không nhìn được dùng mình một cái. Đùa sao? Dĩ nhiên không thể nào khiến nó sống lại. Các người không nên mở ra, đem nó thiêu hủy đi. Cục trưởng, cái này có phải là quá qua loa hay không? Nói không chừng chúng ta có thể từ trong đó phát hiện ra chứng cứ gì. Có người phản đối nói. Bảo người đốt thì đốt đi, ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Cũng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, còn có chứng cứ gì. Nhanh lên một chút, động tác nhanh nhẹn cho ta. Hắn nghiêm sắc mặt nói với người kia. Người kia cũng không dám nói gì. Tam Thủy, chúng ta bây giờ phải làm sao? Lâm Tuyết Nhu đuổi kịp Tam Thủy hỏi. Tuyết Nhu, nàng lập tức đi điều tra nơi này trước kia là khu vực nào. Còn nữa, có từng xảy ra chuyện gì hay không? Tam Thủy nói. Lúc trước là bao lâu? Thời gian cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá nhất định là trước khi xây dựng thư viện này, nhất định phải điều tra rõ ràng. Hơn nữa càng nhanh càng tốt, bởi vì chậm chế mà nói, sợ rằng sẽ có rất nhiều người gặp nạn. Tam Thủy nói xong lập tức trở về. Hắn phải tĩnh tâm suy nghĩ biện pháp xem nên làm thế nào. Chuyện lần này tuyệt đối là chuyện khó giải quyết nhất từ lúc hắn rời núi tới nay. Nếu như không cố gắng bố trí một phen, sợ rằng lần này lành ít dữ nhiều. Sau khi Lâm Thiết Nhu đáp ứng, lập tức lái xe rời đi. Nàng phải đi cục cảnh sát tìm một số tài liệu. Thư viện này có hơn 100 năm lịch sử, thời gian thật ra không phải quá dài. Nếu như muốn tra ra cái gì, vẫn không phải là quá mức phiền toái. Bên kia, Tam Thủy cũng trở về phòng của mình. Vừa vặn hai người Đại Ngưu cùng với Nhị Cầu chuẩn bị đi bệnh viện thăm hắn, không nghĩ tới Tam Thủy lại tự mình trở về. Tam Thủy, người thế nào xuất viện cũng không nói một câu. Đại Ngưu hỏi. Đại Ngưu, Nhị Cầu, lần này lại có phiền toái rồi. Tam Thủy nói xong lập tức đi vào gian phòng của mình. Đại phiền toái. Hai người Trương Nhị Cầu cùng với Hứa Đại Ngưu liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không biết Tam Thủy nói như vậy là ý gì. Tam Thủy, ngươi nói như vậy là ý gì hả? Hai người đuổi theo hỏi. Lúc bọn họ tiến vào, thấy Tam Thủy đang vùi đầu vẽ bùa, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tam Thủy cũng không quay đầu lại, đem chuyện lần này nói cho bọn hắn nghe. Ây, Tam tiểu tử, cái vật kia lợi hại như vậy sao? Nếu vậy chúng ta đi trước đi, không quản được nhiều như vậy đâu, cũng không thể vì cái này mà phó mặc mạng của mình. Châu Nhị Cầu nghe thấy Tam Thủy nói, trong lòng lập tức sinh ra thoái ý. Nhị Cầu, Đại Ngưu, nếu như lần này các người muốn đi, ta sẽ không ngăn cản. Nói thật, ngay cả chính ta cũng không nắm chắc, ta không thể liên lụy các người. Nhưng nếu như muốn ta đi, việc này không thể được. Tam Thủy ngẩng đầu lên nói một câu, sau đó lại cúi xuống tiếp tục vẽ bùa. Tam Thủy huynh đệ, nói cái gì vậy? Ta đây vô thân vô cố, ở trong lòng ta, người chính là người thân. Yên tâm, không phải chỉ một con quỷ thôi sao? Sợ cái gì? Nếu thực sự không đánh lại, chúng ta cùng nhau chết là được. Hứa Đại Nghiêu vỗ ngực mình nói. Nhị Cậu, người muốn đi thì đi một mình đi, ta đây sẽ theo Tam Thủy huynh đệ. Trên mặt của Trương Nhị Cầu trong nháy mắt lộ ra vẻ do dự. Nội tâm của hắn hẳn rất muốn đi, bất quá là người đều có tình cảm. Từ sau khi ông nội của hắn chết, cơ hồ không có người nào đối tốt với hắn. Dáng dấp của hắn lấm là lấm lét, rất nhiều người không muốn cùng hắn sống chung. Chớ đừng nói hắn bình thường hi hi ha ha, thật ra thì trong lòng đối với hai người Tam Thủy cùng với Đại Nghiêu đã vô cùng có tình cảm. Để cho hắn cứ như vậy ra đi, trong lòng của hắn cũng không muốn. Đại ngốc tử, ngươi không đi, Nhị gia ta chính là người trong huyền môn, đương nhiên sẽ không đi. Nói xong lời này, Trương Nhị Cầu liền cảm thấy hối hận. Ây da, Trương Nhị Cầu à, Trương Nhị Cầu, người rốt cuộc đây là như thế nào? Biết rõ ràng nguy hiểm như vậy còn không mau chạy đi, cái này không giống ngươi à. Nội tâm của hắn không ngừng hỏi chính mình. Hai người Tam Thủy cùng với Đại Nghiêu cười một tiếng, phần tình nghĩa này đều không thể diễn tả bằng lời. Tam Thủy, chẳng lẽ lần này thật sự không có chút nào nắm chắc sao? Hứa Đại Nghiêu hỏi. Nói như thế nào đây, dù sao ta còn chưa cùng nó giao thủ, không biết thủ đoạn của nó.
Bất quá khẳng định rất khó đối phó, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng nếu nói không có khả năng đánh được thì cũng không phải. Tam Thủy nói, mặc dù vật kia khó đối phó là thật, nhưng Tam Thủy từ khi rời núi tới nay đã đấu pháp không ít lần, đối với đủ loại thủ đoạn ở bên trong Thuật Mao Sơn cũng dùng càng lúc càng thành thục. Hơn nữa mấy ngày này hắn rõ ràng cảm giác được mình sắp đến thính thông. Đến lúc đó, nếu như ở dưới áp lực có thể đột phá đến cảnh giới thính thông, chuyện lần này liền sẽ không còn vấn đề. Tam Thủy sau khi nói xong lại tiếp tục vẽ phù. Lần này hai người cũng không hỏi cái gì nữa. Tam Thủy vẽ rất nhiều phù, sau này cũng không ai biết được chuyện gì xảy ra, cần phải cẩn thận chuẩn bị. Dù sao vẽ bùa cũng mất rất nhiều thời gian. Đến buổi chiều, Lâm Tuyết Nhu lái xe tới. Đang sau khi trở về tra xét rất nhiều tài liệu, rốt cuộc tìm được một chút nội dung. Tuyết Nhu, có phải phát hiện ra gì không? Tam Thủy thấy bộ dáng của Lâm Tuyết Nhu, cũng biết nàng nhất định đã tìm ra tài liệu hữu dụng nào đó, vội vàng hỏi. Tam Thủy, ta sau khi trở về tra xét rất nhiều tài liệu, tìm được một chút manh mối, cũng không biết có hữu dụng hay không. Nói mau. Là như vậy, trước khi xây dựng thư viện, chính xác mà nói là trước khi xây dựng đại học Hố Hải, nơi đó vốn là một thôn trang. Thời điểm khi đó chính phủ mềm yếu, để cho dân chúng lầm than, nạn cướp bóc xảy ra rất nhiều. Căn cứ theo tài liệu ghi lại, thôn đó vốn là một thôn thông thường, không có gì khác biệt. Bất quá sau đó xuất hiện một chuyện quỷ dị, ngắn ngủi 3 ngày, thôn này giống như bị tàn sát. Toàn bộ ngoại trừ một vài người, tất cả đều bị giết. Hơn nữa chết rất quái lạ, cụ thể cũng không nói tỉ mỉ. Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tam Thủy liền vội vàng hỏi. Sau đó nơi đây trở nên hoang phế. Người cũng biết, ở hình thái xã hội thời đó, tư tưởng mọi người đều hết sức cổ hủ. Bọn họ liền cho rằng trong thôn có quỷ, liền có người trong thôn chạy ra ngoài mời về một pháp sư. Về sau nữa, trong tư liệu không có ghi lại, cũng không biết kết quả như thế nào. Lâm Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói, xem ra trận pháp kia chính là của pháp sư đó bố trí. Hơn nữa cái thôn dân đã chết nhất định là có liên quan với đó. Đúng rồi, nàng biết cái thôn đó bây giờ còn có hậu nhân nào không? Tam Thủy hỏi tiếp. Nếu như có, vậy sau khi du hồn kia ra ngoài nhất định sẽ tìm tới người đó báo thù. Ta lại đi điều tra một chút. Lâm Tuyết Nhu nói xong lập tức rời khỏi nơi này. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì, Tam Thủy trong lòng thầm nghĩ. Trước một từ đường, có không ít người đang đứng bên ngoài. Ước chừng mấy chục người đều lặng lặng đứng ở cửa. Có mấy người trẻ tuổi không nhìn được, nhìn vào bên trong từ đường. Bọn họ cũng họ Tôn, là người của gia tộc. Lão già bên trong là Tôn gia, người có bối phận cao nhất trong gia tộc, cũng là gia chủ của gia tộc. Bây giờ đã hơn 90 tuổi. Ngày hôm nay chính là ngày tế tổ hàng năm của Tôn gia, cho nên người trong Tôn gia đều trở về dỗ tổ. Quy củ này là do lão già trong từ đường lập ra. Bởi vì hơn 100 năm trước, thôn bọn họ ở đã gặp đại nạn. Toàn bộ người trong thôn cơ hồ đều bị chết, chỉ có một vài người sống sót. Lão già bên trong kia chính là con của một người sống sót năm đó. Đại gia gia, xong chưa? Ta còn phải trở về tỉnh Hồ Nam đây. Một người trung niên ăn mặc giàu sang nhìn vào lão già bên trong nói, không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay. Lão già bên trong thật giống như không nghe được hắn nói, vẫn tiếp tục thực hiện nghi thức dâng hương cho tổ tông. Các thúc bá trong thôn, tiểu nhi tới đốt tiền cho mọi người đây, mong mọi người được an nghỉ. Còn nữa, dì Thúy Hoa, ta biết ban đầu bọn họ làm không đúng, làm chết oan người. Bất quá, người cũng không thể giết nhiều người trong thôn chúng ta như vậy. Đã nhiều năm như vậy rồi, lúc ấy cha ta cùng mọi người cũng là không có cách nào. Người sát hại người trong thôn như vậy, chúng ta không thể không tìm pháp sư tới. Hy vọng gì có thể tha thứ. Nói xong lại dập đầu mấy cái. Quy củ khi làm lễ dỗ tổ không biết sao. Lão già sau khi làm xong toàn bộ đi ra hung hăng trợn mắt nhìn người trung niên kia. Tôn gia hắn mấy năm nay ở thành phố Hố Hải, mặc dù không bằng công ty của Lâm Thiên, nhưng dù gì cũng trong danh sách phú hào ở đây, cũng coi như là người có mặt mũi. Hơn nữa, chính hắn là người khai sáng tập đoàn Tôn Thị,
cho nên ở bên trong Tôn gia, hắn mà nói một không ai dám nói hai. Dạ biết đại gia gia. Người trung niên cúi đầu nói, không dám có phản kháng gì. Các người nhớ kỹ cho ta, Tôn gia chúng ta có thể có được ngày hôm nay đều là tổ tông phù hộ. Nếu như các người còn dám bất kính với lão tổ tông, liền cút ra khỏi Tôn gia cho ta. Nói xong họ khàn hai tiếng, sau đó được mọi người nâng đỡ chậm rãi rời khỏi nơi này. Đến buổi tối, khi Tam Thủy đang lo lắng chờ đợi, Lâm Thích Nhu rốt cuộc cũng tới. Tam Thủy, cha được rồi, người ở trong thôn đó phần lớn đều họ Tôn, bọn họ đích xác có hậu nhân còn tồn tại, hơn nữa còn ở ngay tại thành phố Hồ Hải, là tập đoàn Tôn thị. Tôn lão gia tử kia bây giờ đã hơn 90 tuổi, hẳn là biết một số chuyện. Lâm Tích Nhu thở hồng hộc nói. Tam Thủy ngẩng đầu nhìn giờ, sắc mặt chợt đại biến. Không hay, chúng ta nhanh chóng đi Tôn gia. Được. Lâm Tích Nhu biết tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng không hỏi gì nữa. Tam Thủy đem toàn bộ phù cất vào trong túi vải, sau đó cùng hai người Trương Nhị Cầu lên xe của Lâm Tích Nhu. Tuyết Nhu, Tôn gia đó có lai lịch gì? Tam Thủy hỏi. Bọn họ cũng là một công ty có tiếng tại Hỗ Hải, người sáng lập là Tôn Thiết Chủ, ông ta tay trắng dựng nghiệp, bây giờ công ty đã vô cùng to lớn. Nhắc tới mà nói, cha ta năm đó còn được sự trợ giúp của ông ấy đấy. Lâm Tuyết Nhu nói. Ồ, nói như vậy nàng và ông ta cũng rất quen sao? Tam Thủy lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tôn gia này lại có quan hệ với Lâm gia như vậy. Đúng vậy, cha ta mang ta qua đó mấy lần, Tôn gia gia khá tốt, người nói Tôn gia sẽ không có chuyện gì chứ? Lâm Tuyết Nhu đột nhiên có chút bận tâm. Tam Thủy không nói gì, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết có chuyện gì hay không, hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lúc này Tôn gia hầu hết đã ngủ, dựa theo quy củ của Tôn gia bọn họ, sau khi dỗ tổ xong, cả gia tộc phải chụp chung một bức ảnh, hơn nữa còn phải ăn một bữa cơm đoàn viên, cùng nhau ở lại đây 3 ngày. Chỗ Tôn gia ở không phải biệt thự, cũng không phải tiểu khu hạng sang gì, mà là một khu đất được mua lại và xây dựng lên, thiết kế giống như tứ hợp viện của Bắc Kinh. Bất quá nơi này chỉ có một nhà Tôn gia ở. Tối nay Tôn lão đầu không biết như thế nào, lăn qua lăn lại làm thế nào cũng không ngủ được. Hắn luôn cảm giác giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Khi hắn vừa nhắm mắt, liền nhớ tới những chuyện đã xảy ra ở Tôn gia thôn. Mặc dù thời gian trôi qua rất lâu rồi, nhưng là luôn có cảm giác giống như là mới phát sinh ngày hôm qua. Đang lúc này, bỗng nhiên có một tiếng hét thảm từ phía tây truyền tới. Cái thanh âm này là của một người đàn bà phát ra, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ là ứng nghiệm sự lo lắng của Tôn lão đầu, một cái thanh âm vừa rồi chỉ là bắt đầu mà thôi, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ các phương hướng vang lên. Chẳng lẽ... Tôn lão đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tình huống trước mắt để cho hắn nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở Tôn gia thôn. Đại gia gia, có quỷ, có quỷ. Người trung niên mà ban ngày đã nói chuyện kia vừa chạy vừa kêu, trong thanh âm mang theo vẻ kinh sợ. Đừng sợ, đừng sợ. Tôn lão đầu sau khi ra ngoài, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt nói, bên trong đôi mắt già nua vẩn đục lộ ra thần sắc phức tạp. Chỉ chốc lát sau, cơ hồ tất cả người của họ Tôn cũng chạy ra, toàn bộ tụ lại với nhau, nhìn những người trước mặt này đều là mang theo vẻ sợ hãi. Bỗng nhiên, một người đàn bà nhẹ nhàng vừa hát vừa chậm rãi đi ra trước mặt bọn họ. Người đàn bà này ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra, cùng người bình thường cũng không có chút nào bất đồng. Tóc nàng xóa xuống, mặc váy vải rộng, mặc dù đang khẽ hát nhưng ánh mắt nhìn mọi người mang theo một tia hận ý sâu đậm. Có người trẻ tuổi không nhịn được khóc lên, nhìn thấy nữ nhân trước mặt này, bọn họ cảm thấy hết sức sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ chỉ có thể ở trước mặt Tôn lão đầu mới có thể làm cho bọn họ lấy lại một chút cảm giác an toàn. Dì Thúy Hoa, sự tình đều đi qua lâu như vậy rồi, người cũng giết nhiều người như vậy, hy vọng người bỏ qua cho chúng ta. Tôn lão đầu thấy dáng vẻ này của cô gái, trong lòng liền hiểu hết thảy các thứ này. Bởi vì chuyện này, cha của hắn cuối cùng cũng không có được kết quả tốt,
hắn cũng là từ trong miệng của cha mình mới biết được tướng mạo của Túy Hoa. Hơn nữa, hắn đối với sự tình của Tôn Gia Thôn toàn bộ biết được. Nếu là cẩn thận nhắc tới mà nói, cô gái tên Thúy Hoa này cũng là một người đáng thương. Lúc ấy, bất quá Tôn Gia Thôn cũng chỉ là một thôn hết sức bình thường, mà Thúy Hoa dáng dấp xinh đẹp, ở thời đó có thể nói là cô nương xinh đẹp nhất Tôn Gia Thôn. Sau khi lớn lên, Thúy Hoa cùng con trai của trưởng thôn có tình cảm, tất cả người của Tôn Gia Thôn đều chúc phúc cho hai người trẻ tuổi này. Nhưng ai có thể ngờ, trước khi hai người kết hôn mấy ngày, trong thôn bỗng nhiên xuất hiện một nhóm khách không mời mà đến. Nhóm khách không mời này chính là một đám cướp. Bọn họ nhìn thấy Túy Hoa xinh đẹp, liền muốn bắt Túy Hoa đi làm áp trại phu nhân. Cha mẹ của Túy Hoa dĩ nhiên không muốn, bất quá bị thủ lĩnh thổ phỉ này một đao lấy mạng. Sau đó, bọn chúng buông lời đe dọa, để cho Tôn Gia Thôn chuẩn bị cưới gả gì đó. Sáng ngày thứ hai sẽ tới đón dâu Túy Hoa. Nếu như dám phản kháng, toàn bộ thôn đều sẽ phải chết. Cha mẹ đã chết, Thúy Hoa đối với mấy thổ phỉ này vô cùng căm hận, dĩ nhiên không muốn gả cho hắn. Sau khi an táng cha mẹ xong, liền muốn cùng con trai của thôn trưởng bỏ trốn, thoát khỏi chỗ này. Con trai của thôn trưởng lại đem chuyện này nói cho cha của hắn, cũng chính là thôn trưởng Tôn Gia Thôn thời đó. Thôn trưởng sau khi biết chuyện này, lập tức đem Thúy Hoa giam lòng, không có cách nào. Nếu như Thúy Hoa chạy, toàn bộ thôn bọn họ đều sẽ gặp xui xẻo. Vì bình an của toàn thôn, chỉ có thể hy sinh Thúy Hoa. Sau đó, Thúy Hoa biết chuyện này, cũng biết là con trai thôn trưởng nói ra, vì muốn giữ thân thể mình được trong sạch, liền đem giải lụa trắng treo lên, tìm đến cái chết. Thời điểm ngày thứ hai, những thổ phỉ kia tới cửa đón Thúy Hoa, phát hiện Thúy Hoa đã sớm chết rồi, không thể làm gì khác hơn là đem việc này xóa bỏ. Người trong thôn đem thi thể của Thúy Hoa chôn cất. Vốn cũng nghĩ chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng ai biết ngày thứ hai trong thôn liền có một thôn dân treo cổ tự vẫn. Trong thôn vốn cũng không coi chuyện này có gì quá lớn, càng không nghĩ tới việc này có liên quan đến Thúy Hoa. Sau đó chuyện này càng lúc càng kinh khủng hơn. Ngắn ngủi 3 ngày, trong thôn liên tiếp có người treo cổ tự vẫn, hơn nữa có người bị cắn phá cổ họng, hút huyết dịch mà chết. Chuyện này rốt cuộc làm cho mọi người khủng hoảng. Lúc này sự tình Tôn Gia Thôn có ma quỷ lộng hành đã truyền ra ngoài. Mấy ngày sau, người của Tôn Gia Thôn đã chết gần hết rồi, đặc biệt là thôn trưởng cùng con trai của hắn, hai người đều chết rất thảm. Các thôn dân rốt cuộc ý thức được vấn đề, nhưng đã là quá muộn. Thật vất vả trốn ra vài người, bọn họ muốn đi tìm pháp sư để giải quyết chuyện này, mà cha của Tôn lão đầu chính là một trong những người trốn ra được. Sau đó tìm tới một pháp sư, tên pháp sư kia cuối cùng không biết dùng thủ đoạn gì đem chuyện này cho dịu xuống một chút, trong thôn cũng không có xảy ra chuyện như vậy nữa. Bất quá chỗ này bọn họ không dám ở, những người còn sót lại trong thôn đều mau chóng thu dọn rời đi nơi khác. Thời điểm cha của Tôn lão đầu hơn 40 tuổi mới lấy vợ, 2 năm sau Tôn lão đầu liền ra đời. Sau này cha của hắn đem đầu đuôi chuyện này nói cho Tôn lão đầu, muốn hắn nhất định phải nhớ chuyện này, hàng năm đều phải dâng hương cho những người đã bị chết ở Tôn Gia Thôn. Sau khi cha hắn chết, không bao lâu sau mẹ hắn cũng đi. Thời đó Tôn lão đầu tham gia cách mạng, bởi vì bị thương không thể tiếp tục ở lại bộ đội, cho nên bắt đầu làm ăn. Sau đó hắn cùng một số chiến hữu hợp tác cùng nhau phát triển, dựa vào tầng quan hệ này, sự nghiệp của hắn cũng rất thuận buồm xuôi gió. Hắn lúc này nhìn thấy Thúy Hoa, trong lòng rất là phức tạp. Nói không sợ là không phải, nhưng là so sánh với sự an toàn của cả nhà, sinh tử của mình hắn ngược lại nhìn rất thoáng. Hắn đã hơn 90 tuổi, chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần có thể tha cho những hậu nhân này của hắn, hắn nguyện ý chết. Nghe Tôn lão đầu một hơi nói ra tên của mình, cô gái này lộ ra vẻ sửng sốt một chút, ngược lại tò mò nhìn hắn. Làm sao người biết tên ta? Nàng sâu kín hỏi một câu như vậy, thanh âm rõ ràng rất êm tai, bất quá lại lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nào, để cho người nghe không nhìn được trong lòng cảm thấy run rẩy. Dì Thúy Hoa, dì khả năng không biết ta, nhưng cha của ta năm đó cùng với dì ở cùng một thôn, cho nên ta đối với chuyện này cũng biết. Sự tình cũng trải qua nhiều năm như vậy rồi, mong rằng dì Thúy Hoa tha thứ cho mọi người của Tôn Gia Thôn, thả những hậu nhân chúng ta đi.
Tôn lão đầu nói xong cũng quỳ xuống, hướng cô gái này dập đầu. Đại gia gia, đây là... Đừng nói nhảm, cũng quỳ xuống cho ta. Tôn lão đầu quát lớn những người phía sau, ngăn cản lời nói của bọn hắn. Hơn nữa để cho bọn họ cũng quỳ xuống. Bọn họ mặc dù không biết chuyện của Thúy Hoa cụ thể thế nào, nhưng là đối với đoạn lịch sử của Tôn gia thôn đều là biết rất rõ. Bởi vì chuyện này được viết ở bên trên tổ huấn, từng người mang họ Tôn đối với lần này cũng đều rõ ràng. Thấy Tôn lão đầu quỳ xuống, bọn họ dĩ nhiên không dám phản kháng cái gì, toàn bộ đều quỳ xuống dập đầu theo. Thế nhưng đối với đại lễ của những người Tôn gia này, cô gái này nhắm mắt làm ngơ. Nàng điên cuồng cười lớn, trong nháy mắt mặt của nàng biến thành màu xanh, cặp mắt biến thành màu đỏ như máu, đầu lưỡi phun ra ngoài, tóc bay lượn, thanh âm thè thé, từng luồng hắc khí không ngừng từ trên người nàng toát ra. Muốn ta bỏ qua cho các người, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Ban đầu các người ép ta gả cho thổ phỉ đó, tại sao không nói? Các người lại còn tìm người học đạo, dùng trận pháp đáng giận đó để cho ta chịu khổ lâu như vậy. Ta sẽ không bỏ qua cho các người, ta cũng sẽ không tha thứ cho các người. Mặt của nàng bởi vì oán khí to lớn cũng trở nên vặn vẹo. Chạy mau, các người chạy mau. Tôn lão đầu thấy vậy chợt hướng mọi người phía sau hô lớn. Nghe được lời của Tôn lão đầu, người của Tôn gia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhớ ra cái gì đó, lập tức bỏ chạy tứ tán. Các người chạy thoát sao? Nữ tử lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này, thân thể bỗng nhiên bay lên, lơ lửng cách mặt đất khoảng 2 mét. Hắc khí từ trên người nàng phun ra, những hắc khí này tựa hồ cố ý tránh Tôn lão đầu, trong nháy mắt liền đem toàn bộ người nhà họ Tôn bao phủ lại. Mà những người bị hắc khí này bao phủ, ánh mắt thanh minh lập tức biến mất, ngược lại lộ ra vẻ điên cuồng, tràn đầy hung ác. Tựa hồ trước mắt mỗi người đều là người chính mình thống hận nhất. Đi chết đi! Một người trung niên trong đó chợt bóp cổ một người phụ nữ bên cạnh, hai tay bởi vì dùng sức mà gân xanh bạo lộ. Người phụ nữ đó không cam lòng yếu thế, mặc dù không tránh thoát, nhưng đưa hai ngón tay cái ra, trực tiếp móc vào mắt của người trung niên kia. Trung niên này mặc dù cố hết sức tránh ra, nhưng vẫn bị móc đến chảy máu. Cảnh tượng như vậy không ngừng diễn ra. Ngắn ngủi một hồi, cả khoảng sân rộng của Tôn gia biến thành một cảnh tượng giống như địa ngục. Mỗi một người đều giống như nổi điên, bất kể Tôn lão đầu kêu gọi như thế nào đều không chút nào có tác dụng. Cứ như vậy một hồi đã chết mất 2 người. Dì Thúy Hoa, van xin dì, xin hãy tha cho những đứa trẻ này đi. Có cái gì hãy hướng về phía ta, van xin người. Tôn lão đầu đầy nước mắt già nua, khổ sở cầu khẩn. Thấy cảnh tượng như vậy, hắn thật là sống không bằng chết. Từ xưa người đầu bạc tiễn người đầu xanh chính là một loại thống khổ để cho người ta không thể tiếp thụ nổi. Lúc này Tôn lão đầu chính là đang chịu đựng thống khổ như thế. Không chỉ có như vậy, người tóc đen không chỉ có một người, mà người tóc bạc lại chỉ có mình hắn. Thời điểm ban đầu các người tìm đến pháp sư kia, đem hồn phách của ta nhốt lại nơi đó, các người biết ta chịu thống khổ thế nào không? Mỗi ngày bị lôi hỏa hành hạ, không thể đầu thai chuyển thế, không thể đi ra ngoài, không biết mình có phải chịu thống khổ như thế bao lâu. Người biết không, từ đó trở đi, ở trong lòng của ta chỉ có một tín niệm, đó chính là báo thù. Ta muốn tất cả những người có liên quan đến chuyện này đều phải bị hành hạ, sống không bằng chết. Cha của người năm đó làm ra nghiệt này, vậy tới người sẽ phải trả lại. Nàng nhìn một màn trước mặt này, vui vẻ cười, cười đến điên cuồng. Nàng rốt cuộc đã đi ra, rốt cuộc có thể báo thù. Nàng muốn cho tất cả những người trước mặt này cảm nhận được loại tư vị này. Nàng muốn giết sạch những người có liên quan đến chuyện này. Các người dừng lại, dừng lại! Tôn lão đầu bất kể nguy hiểm chạy đến bên gần một bé gái gần đó, đôi bé gái lại. Bé gái này thoạt nhìn chỉ khoảng 10 tuổi, dung mạo rất xinh đẹp, là cháu gái của Tôn lão đầu. Bé gái này không nhận ra Tôn lão đầu, lên tới cắn Tôn lão đầu. Lúc này ánh mắt của Thúy Hoa lập tức nhìn tới, bé gái này lập tức buông lòng tay ra. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ phải chết trước, ta sẽ không để cho người chết dễ dàng như vậy. Thúy Hoa nhìn một màn này mỉm cười nói, trong mắt lộ ra vẻ sảng khoái.
còn bao lâu mới tới? Ngồi trên xe, Tam Thủy lo lắng hỏi. Ở phía trước kia rồi. Lâm Tuyết Nhu dừng xe, chỉ một mảnh kiến trúc trước mặt nói. Không được, nó đã tới rồi. Ở đó, Tam Thủy cảm nhận được âm khí cùng với oán khí to lớn. Âm khí lớn như vậy, ngoại trừ lần đó Mã Tam Nguyên đi lên mang theo âm khí, không có bất kỳ thời điểm nào có thể so với âm khí dày đặc lúc này. Mấu chốt là oán khí này đã hoàn toàn xâm nhập vào những người ở đây, đưa tới những tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên trong truyền ra. Tam Thủy dĩ nhiên biết những tiếng kêu thảm thiết đó là như thế nào. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng lo lắng. Ta đi trước một bước. Tam Thủy từ trong xe vọt xuống, nhanh chóng từ trong túi vải xuất ra mấy tờ chân dương phù. Nguyên thủy tổ khí, phổ hóa vạn thần, thượng đế có sắc, ta làm thông linh, tam khẩu nhẹ nhàng, cửu trùng vong hình, bên ngoài thanh, bên trong trừng, cửu khiếu quang minh, thanh âm tuyên thần, tốc độ hàng thành, thượng đế sắc lệnh, viễn chi thanh âm. Sau khi đọc xong, Tam Thủy đã chạy tới trước cửa Tôn gia, một chân đá văng cánh cửa, một cỗ âm khí cùng oán khí đập vào mặt. Trong đầu Tam Thủy có một chút xao động, nhưng Tam Thủy không để ý cái này, đem chân dương phù ném đi, rồi sau đó hai tay đi quyết, giơ hai tay lên lại chợt mở ra, trong nháy mắt dương hỏa tràn ra nơi này, những hắc khí cùng với âm khí kia lập tức bị đốt rất nhiều. Tỉnh! Thanh âm của Tam Thủy vang lên giống như sét đánh ở chỗ này. Chuyện cho tới bây giờ, Tam Thủy cũng không có thời gian để ý đến nguy hiểm mà bùa minh thính này mang đến, bởi vì nếu như không làm vậy, những người này không thể nhanh chóng tỉnh lại, hậu quả nghiêm trọng đi nữa cũng tốt hơn so với mất mạng. Mấy người Lâm Tuyết Nhu từ xa liền có thể nghe được Tam Thủy hét lớn, lập tức chạy nhanh tới. Người nhà họ Tôn sau khi tỉnh hồn lại, nhìn thấy hết thảy các thứ trước mặt này, cả người phát run, tiếp lấy là không ngừng có tiếng gào thét. Bọn họ mới vừa rồi phần lớn bị thương rất nghiêm trọng, lúc này tỉnh hồn lại, đau đớn lập tức như thủy triều vọt tới. Quỷ hồn lớn mật, tội không thể tha. Tam Thủy cả giận quát một tiếng, trong tay đã xuất hiện kiếm gỗ đào. Không nghĩ tới ta không tìm ngươi, ngươi lại tìm tới tận cửa. Ngươi làm hỏng chuyện của ta, hôm nay ngươi cũng phải chết. Thúy Hoa lạnh lùng nhìn Tam Thủy cười nói, thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói tai, khiến cho tất cả mọi người đều phải bịt kín lỗ tai. Trên đầu Tam Thủy chảy ra mồ hôi, hắn cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.